Thưa quý vị, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tỉnh đoàn thành lập năm 2022 với lực lượng nòng cốt là Ban chấp hành tỉnh đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên có nhận thức cao về lý luận chính trị. Nên hoạt động của câu lạc bộ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh, mà còn góp phần quan trọng phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đây là một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ lý luận trẻ của tỉnh. Trong buổi sinh hoạt này, các thành viên câu lạc bộ được báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh trang bị nhiều kiến thức đấu tranh với thông tin xấu độc, ứng xử văn minh trên không gian mạng, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp cận được nhiều thông tin hơn và từ những thông tin đó mình trắc lọc ra và mình truyền đạt cho thanh niên và định hướng cho thanh niên có thể hiểu hơn và tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng. Trong buổi sinh hoạt này, thành viên câu lạc bộ được giảng viên đến từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một cái chủ đề rất là hay. Thì khi mà qua cái buổi sinh hoạt lý luận chính trị hôm nay thì em sẽ tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách của bác, cũng như sẽ đúc kết lại những cái nội dung thực tiễn để áp dụng về tại các buổi sinh hoạt chi đoàn hoặc là các buổi họp của ban chấp hành. Ra đời cách đây 2 năm, câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 22 thành viên nòng cốt là ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn và cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh có nhận thức cao về lý luận chính trị. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, tập trung quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhận diện các quan điểm sai trái thù địch. Từ đó, mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ phát huy vai trò là hạt nhân phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là đoàn viên thanh niên tại các cơ quan đơn vị địa phương, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, độc hại, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đầu năm đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã có hơn 2.000 lượt bài viết chuyên về nội dung này. Bản thân cảm thấy rất là thiết thực, củng cố về những cái ý thức về chính trị, cũng như là củng cố về niềm tin, cũng như là những cái mình hiểu biết hơn, chuyên sâu hơn về những cái quyết sách, những cái chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Từ đó thì đưa vào thực hiện những cái nội dung, những cái chương trình hoạt động của mình nó bám sát với thực tiễn. Cứ mỗi quý như vậy là chọn một chủ đề, chủ điểm để sinh hoạt và mời các báo cáo viên là những chuyên môn, chuyên gia, thành viên của câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh sẽ là những báo cáo viên, tuyên truyền viên để về tuyên truyền cấp cơ sở để đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đều nắm được những cái chủ trương cũng như chính sách để các bạn có thể tiếp tục phát huy cái vai trò của tuổi trẻ trong mình để xây dựng cái lý luận cho nó tốt hơn. Ngoài sinh hoạt định kỳ, câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để việc học tập lý luận chính trị trở nên gần gũi với đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị cho tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu.